nhiều comment với nội dung cho rằng Nhã Phương sẽ khóc rất nhiều trong chương trình này. Không biết là bạn có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về những comment đó không? Nếu đọc những comment đó thì Nhã Phương thấy bình thường. Tại vì đó là câu chuyện ngôn thủ mà từ xưa đến giờ mọi người hay nhắc về Nhã Phương. Cho nên là giờ Phương thấy nó cũng là bình thường, không có vấn đề gì hết. Chỉ là muốn biết Nhã Phương như thế nào thì chắc mọi người hãy xem sao nhập ngũ đi ạ. Chứ giờ Phương có nói chắc cũng không tin. Thôi cứ hay xem sao nhập ngũ đi ạ. Là mình muốn thử thách bản thân mình, xem cái giới hạn của bản thân mình tới đâu. Cho nên là khi mà tới chương trình mà phải trải qua rất là nhiều cái thử thách khó khăn, khắc nghiệt á, thì Phương cũng nghĩ là chuyện mà Phương muốn, đó là điều mà Phương muốn, mà cho nên là Phương rất là sẵn sàng để đón nhận tất cả những cái khó khăn khắc nghiệt đó. Thì chỉ có duy nhất là đúng như chàng với chàng nói, là cái thực sự đúng luôn, cái ám ảnh với Phương chính là cái đầu tiên là ngoài việc cấp chăn. Lúc mà con gái của chị ấy, cái trailer ra thì chị cho con gái chị coi ấy, thì cái hình ảnh đầu tiên, cái khúc mà quắn xuống là cái lúc đó là thấy đầu tiên á, thì bé không nhận ra chị. Chị chỉ hỏi con là chị con xem tự coi mẹ ở đâu, thì cái khúc đó không nhận ra, cái khúc lên xe mới nhận ra. Cái khúc mà ở trên xe mọi người nói chuyện với nhau khuôn mặt thoải mái nhất á, lúc đó mới nhận, còn lúc mà chiến đấu là không nhận ra mẹ. Nghe tiếng xuống cũng sợ. Và Phương cũng nhớ nhất là cái lúc mà Phương tham gia chương trình xong, Phương về nhà thì câu đầu tiên con gái Phương hỏi Phương là: ủa mặt mẹ bị làm sao vậy? Đó là bé thấy từ lúc đi về thì cũng tàn tạ đó mọi người, cũng cháy da, xong rồi cũng nói chung là cũng te tua dữ lắm. Nhưng mà Phương cũng phải cảm ơn chương trình, tại vì sau chương trình xem ngủ á, con gái của Phương khi mà xem chương trình thì chắc là sẽ tự hào về mẹ. Chị có định dụ anh Trường Giang tham gia mùa sau không? Chắc không, anh không dám chơi đâu. Có muốn dụ cũng không được. Thật sự anh không dám chơi. Lúc mà Phương nói là anh ơi em tham gia chương trình sao nhập ngũ, anh nói là: ủa em đi điên hả? Ủa em sao vậy? Ở nhà đang sướng mà tự nhiên em khổ như vậy em? Đó là câu anh nói đó. Nhưng mà anh luôn ủng hộ Phương, và cũng cảm ơn anh là cái người đã luôn ở bên cạnh động viên Phương. Sự khi mà tham gia chương trình thì mình cũng xem cái mùa trước, và My là một người cực kỳ khó ngủ, và My là một người kiểu hơi sống nội tâm á, ít nói. My trong các đồng chí của mình thì My chỉ biết Nhã Phương và Thùy Anh thôi, còn các đồng chí còn lại thì đây là lần đầu tiên My gặp và làm việc, nên là cái mà khó khăn đối với My đó là My sợ là My đến một cái môi trường mới và thiếu thốn nhiều thứ thì mình sẽ không có ngủ được, mà không có ngủ được thì mình sẽ không có làm phụ nổi và sẽ làm phụ lòng các đồng đội của mình. Và cái thứ hai là mình cũng rất là ngại là khi mà mình mới, tại vì mình là một người hơi kiểu hướng nội mà, nên là không biết là mình, nếu mà mình chung đội với các đồng chí còn lại á, không có hai người bạn của mình Nhã Phương và Thùy Anh á, thì mình có gọi là kết nối tốt với mọi người không, có tại vì My cũng hơi ít nói một chút, nên là khi mà vào thì tất cả những cái nỗi lo sợ đó nó tan biến hết. Ngày đầu tiên thì vì là chỗ mới nên mình không có thể ngủ được thôi, nhưng mà tất cả những ngày còn lại gặp đâu cũng ngủ hết, ăn rất là ngon, ngủ rất là ngon. Và gặp lần đầu tiên được làm việc với các đồng chí còn lại, thế nhưng mà cảm giác giống như là gặp nhau năm ngàn năm rồi hay sao. Tất cả mọi người giống như một gia đình, giống như là anh chị em ruột trong gia đình, mấy chị em ruột trong cùng một gia đình vậy đó, và rất là hỗ trợ cho nhau, rất là những người bạn, những người đồng đội rất là tuyệt vời luôn. Nhân đây thì My cũng xin cảm ơn chương trình Xây Dựng Ngũ đã cho My có cơ hội tham gia chương trình và có cơ hội học được rất là nhiều bài học cho chính bản thân mình, cũng như là vượt qua rất là nhiều nỗi sợ của bản thân mình. Xin mời nghệ sĩ Trang Nghĩa sẽ trả lời. Dạ, cảm ơn câu hỏi của anh rất nhiều. Tại vì tham gia chương trình á, thì mọi người vẫn thấy là mọi người hay đồ là em tăng động dữ lắm, em không biết mệt, nhưng mà vô đây để cho mọi người thấy em mệt dữ lắm, em mệt mọi người lấy là mệt rất là nhanh, là mọi người em cứ chuyển hai tông rất lẹ, tông trước là đang thôi chú mến lên tăng động lên vui vẻ lên, tông tông tù đột đột luôn, ngồi một góc thu mình lại khép chặt mình nắm chọn con tim lại, mọi người chỉ ngồi nhìn tắt rồi đó. Bây giờ cũng nó tắt rồi đó, nghĩa là mọi người sẽ được thấy thêm về những cái của em để cho mọi người hiểu là mình là người chứ đâu phải là cái máy đâu, mọi người mình đâu thể nào mà lúc nào cũng tăng động như vậy, mình đâu phải lúc nào cũng mà
Trang Lan ra đó, nhưng mà tại vì những cái gì mình thể hiện trên mạng thì mình sẽ lan tỏa những cái điều tốt đẹp để mọi người có thể tập được thôi. Nhưng mà qua chương trình em cũng muốn cho mọi người thấy rõ là không có ai mà trâu bò dữ mà có thể luôn vui như vậy. Còn cái chuyện mà mình vui như vậy á, nó sẽ tạo ra những cái rủi ro, tại vì mình càng nói nhiều mình sẽ càng nói sai, mà nói sai nhiều mình sẽ bị phạt, sẽ bị va vấp. Bạn không chỉ bị phạt từ phía gọi là từ phía các chỉ huy cũng như là các chiến sĩ, mà còn bị phạt từ phía là sau khi mà phát ra mà mình cũng biết là ở trong môi trường học đồ thì mọi người sẽ còn khoan dung cho cái sự khùng điên của mình, nhưng mà ra một cái môi trường lớn hơn như là cộng đồng thì đôi khi cái sự đó của mình nó sẽ bị phán xét rất là lớn. Nhưng mà em nghĩ là em còn sống già, sống dai, sống dữ lắm, và em sẽ còn có nhiều cái em còn học hỏi, còn tung vé ra nữa. Nên nếu mà mình cứ sợ như vậy thì chắc là em sẽ không dám làm gì. Và em đã có thời gian như vậy rồi, nên là giờ em vô thì em sẽ tung vé ra thôi. Còn lúc sau mà có một cái sang chấn gì đó thì em thu lại rồi bữa sau em lại tung tiếp. Nói chung là em nghĩ đó là một cái hành trình mà nó trải rộng dài, thì em sẽ bị phạt, em sẽ sợ, em sẽ rút kinh nghiệm, rồi bữa sau em sẽ chọn cái cách khác khéo léo hơn để mình vẫn vui nhưng mà mình đỡ bị phạt. Thì đó là cái điều em học được ở trong sao nhập ngũ, là mình phải luôn giữ được cái bản thân của mình, nhưng mà mình cũng phải biết cách hòa nhập và chung vui với cộng đồng để ngày càng trở nên tươi tắn và tốt đẹp hơn. Tên thử thách nhá, không nó lại chảy nhá. Đúng rồi ạ. Khi mà tham gia chương trình thì My cùng với các đồng đội ở đây á, rất là lo lắng rất nhiều. Bản thân My và Phương cũng đi hỏi vòng vòng những đồng chí cũ. My có một cái cuộc gặp gỡ riêng với Diệu Nhi luôn, ngồi hai chị em ngồi cả buổi luôn để mà chia sẻ. Diệu Nhi nó hù nhiều lắm luôn, và nó hù quá trời luôn, mình sợ muốn chết. Và đặc biệt là mùa này là format mới khó hơn, và đặt công nước thì mọi người cũng biết đặt công nước là những là một đơn vị được huấn luyện đặc biệt, tức là cả ngàn người lùi được có mấy người thôi, và cái chương trình huấn luyện nó sẽ khó khăn hơn rất nhiều lần so với những đơn vị khác, thì làm cho My, Phương rồi tất cả các đồng chí ai cũng lo lắng. Khi mà không biết các đồng chí còn lại có lo lắng như My và Phương không, nhưng mà hai đứa rất là lo lắng. Bản thân My thì chưa bao giờ chỉ bơi ở hồ bơi thôi, chưa bao giờ biết lặn và cũng chưa bao giờ bơi biển hết, thì cái nỗi sợ khủng khiếp nhất của My đó là bơi ở giữa biển và những cái thử thách liên quan đến giữa biển. Cực kỳ sợ luôn. Khi mà mình bơi ở gần bờ thì cái cảm giác nó khác lắm, mình chơi nước bình thường gần bờ cái cảm giác nó cực kỳ khác, mà mình ra giữa biển mình cái độ sâu đó, cái màu nước biển đó và tất cả những thử thách đó mình phải hoàn thành thời gian gấp rút hạn hẹp rồi kinh khủng, và có những cái thứ là khi mà tay chân của mình không chịu được nổi, tức là không nhích được nổi, nhưng mình vẫn phải làm. Đó là cái kinh khủng nhất, cái thử thách lớn nhất, đó là vượt qua, dùng ý chí của mình vượt qua cái cơ thể của mình lúc đó là rượu rã như một cái khúc cổ. Mình nhớ là có một cái thử thách tay mình cứng như một khúc cổ, mình không có nhích được cái tay của mình luôn, nhưng mình vẫn cần phải tiếp tục mình làm. Thì thông qua chương trình thì thấy là cái ý chí của mình nó rất là quan trọng, và cái ý chí của mình nó đưa mình đi, nó dẫn dắt mình đi. Và chỉ cần cái ý chí của mình quyết tâm làm được, như Phương nói với My là chỉ cần mình muốn làm mình sẽ làm được, thì đó là cái bài học lớn nhất không chỉ đối với riêng My mà đối với tất cả các đồng chí ở đây.